Họ gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược, cánh chim chiều mỏi mắt đời trong. Bao giờ gió ngược thổi lên, bao giờ anh để, bao giờ anh để em thôi đợi chờ. Hay. Tự nhiên lại cảm giác cái giọng mình hay dễ sợ luôn vậy đó. Họ gì vậy ta? Bao giờ gió ngược thổi lên, bao giờ anh để, bao giờ anh để em thôi đợi chờ. Em ơi. Dạ. Nước xong chưa vậy? Có liền. Trời ơi, hò hết nguyên một bài luôn, chưa có một ly nước uống, khát nước uống chết. Kệ đây, thông cảm đi, quán hơi bị đông. Đuổi khách về bớt đi. Ờ, dạ, đâu được. Ê. Dạ. Đứng lại. Sao chị? Sao kỳ vậy, không có giống như mọi ngày vậy? À, tại vì quán đông quá nên chân trâu còn ít nên em múc cho chị bù lại rau câu. Là sao? Ủa, chân trâu với rau câu nó đâu giống nhau? Dạ em biết, nhưng mà tại vì ít chân trâu quá nên em bù quá. Rau câu là làm từ thạch. Dạ. Thạch là rong biển vớt ở dưới biển lên người ta tinh chế lại. Còn chân trâu là người ta xe bằng bột mì. Dạ. Người ta nấu lên, hiểu không? Mà chị thông cảm, bữa sau em bù lại nguyên ly chân trâu luôn. Ừ. Nha. Bớt ha. Rồi bớt luôn. Ủa chị. Tôi thấy chị hay lại quán tôi uống á. Mà sao thấy đi có một mình mà không có con cái hay bạn bè gì đi chung cho vui? Bởi vì tôi nói thiệt á, ai nhìn vô cũng tưởng tôi không có con. Tôi cũng nghĩ vậy mà. Trời ơi, tôi có con đàng hoàng, con tôi nó thành đạt lắm. Dạ. Nó đi làm là khắp năm châu bốn bể, nói thiệt. Trời ơi, giỏi quá vậy. Đâu có thời gian ở nhà tôi đâu. Dạ. Tôi ở nhà có một mình nè. Mà bạn bè thì ít, nhưng mà được có một cái, con tôi nó có hiếu. Nó gửi tiền về tôi xài, tôi nói tiền xài không có hết, nhiều khi để chành hành ở trong nhà vậy đó. Trời, trời ơi, cái vụ này chị đừng có nói ai biết, cha để ý nha, nguy hiểm lắm á. Chứ gì nữa, dạ. Đề phòng lắm. Dạ, giờ thời buổi này mẹ. Khó lường. Mẹ, cái mẹ tôi muốn chết luôn, mẹ biết coi gì không, kiếm mẹ quá trời luôn. Mới mẹ nhắc cái gái về. Không phải, cô ơi, cô bỏ tôi ra được không? Trời đất ơi, không quen không biết tự nhiên nhào vô chạy ôm mẹ. Ủa, không phải con chị hả? Con gì? Con tôi nó đâu có ôm nhách gì vậy? Con nè, ôi đi về mẹ. Ơi, buông tôi ra, buông tôi ra. Đi về với con. Nè, buông ra. Anh biết cái gì? Trời ơi, anh làm cái gì vậy? Nè, tôi nói cô nghe nha. Đừng thấy người ta giàu ở một mình rồi vô định lừa đảo không? Dạ. Tôi là con của mẹ tôi mà lừa đảo gì ở đây? Con của mẹ cô về cô tìm gặp mẹ cô. Con không có quen. Con. Ôi đất ơi, tự nhiên nhào vô rồi kêu làm nè. Con tôi à? Gì? Nè, hình tôi với mẹ tôi nè. Trời đất ơi, có hình luôn. Ủa, chị nè. Không. Chị nè. Cái này là cái công nghệ ghép hình ảnh, hiểu không? Lường gạt đó. Trời ơi, ai đất cái... ơi. Tôi là con của mẹ tôi. Trời ơi, lừa đảo công nghệ chứ vậy? Anh bị khùng hả? Tôi đâu có lừa đảo đâu. Đi vậy. Nè. Coi chừng tôi nha, tôi báo công an nha. Nè, mẹ. Hay là kẹo bé Út đem cho mẹ nè. Nè, đúng rồi. Kẹo. Mẹ, mẹ kẹo. Gửi bé Út nha mẹ. Kẹo này là Út thích lắm á. Út. Mẹ khui ra cho Út ăn nè. Cái Út cho mẹ ăn. Cái mẹ ôm con gái Út vô lòng nè. Đó. Ôm vô lòng. Cái xong cái con gái Út tới, con gái Út thương mẹ. Đúng không? Đúng không? Út đâu rồi? Út ơi. Út nè. Con là Út nè. Con đâu có đi đâu nữa đâu. Đi đâu không ở đi với người ta. Đi hoài. Cái cậu này nè. Ép uống mà không uống được. Em uống hoài luôn á. Sợ lắm. Sao mẹ sợ? Sợ chú này nè.
kỳ cục lắm. Đi ngang đây nè, cái nắm tay, cái dắt vô bắt ngồi đây, cái đem ly trà sữa ra kêu uống, uống cho hết. Mà mẹ nói uống cái này là mập lắm, rồi còn bị tiểu đường nữa, không chịu, rồi cứ bắt uống, sợ. Không phải vậy đâu, cổ vô cũng mua uống, rồi nãy nói chuyện vui vẻ lắm. Không có kêu, bị ép, mẹ ép mẹ đó. Anh thông cảm nha, tại mẹ em lúc nhớ lúc quên nè. Không có quên, nhớ. Dạ, mẹ nhớ. Không có quên đâu, nhớ là Út thích ăn cái này nè. Ê, mẹ xé Út ăn ha. Thôi, để về nhà rồi mình ăn nha. Tay dơ di chục. Đúng rồi. Nhớ, Ủa, xong mẹ của cô lúc nhớ lúc quên vậy sao không đi cùng với chị? Nín đi, đi làm chi? Con người ta đi làm, tính cô con gái tôi hay gì? Trời ơi. Nè, đi làm đi, trà sữa mới đi tan nước đá hết rồi lấy sao uống? Ai trời? Dạ. Tự nhiên ôm tôi gì trời? Tôi nói là tôi không có quen với cô. Cô cứ ôm tôi hoài làm sao? Mẹ. Con cái út của mẹ nè. Trời ơi. Mẹ. Chú. Ui, tôi đã nói cũng buông ra coi. Mẹ. Con là con gái của mẹ nè. Mẹ út của mẹ nè, mẹ ơi mẹ nhớ con đi. Con xin lỗi mẹ. Mẹ mà con không có đi xa, con không có bỏ mẹ nữa đâu. Con lúc nào cũng sẽ bên cạnh mẹ. Mẹ ơi mẹ nhớ con đi mà. Ê, đừng có quên con nữa mà mẹ. Út cưng hả? Dạ. Út cưng của mẹ hay ẩm đúng không? Dạ. Ủa sao Út khóc? Thôi không có khóc nè, khóc mẹ buồn á.